Ok, xin chào tất cả các anh chị đã đến với kênh YouTube của Nhật Hoài Trader. Nhật Hoài đã quay trở lại rồi đây. Video này là tổng hợp các bài học kinh nghiệm của Peter Brand sau 50 năm giao dịch anh chị nha. Từ một tweet của ông trên Twitter. Đây là những điều mà ông đã học được về trading, hay nói cách khác là về việc đầu cơ trên thị trường tài chính trong vòng nửa thế kỷ qua. Và Peter Brand cũng tiết lộ rằng ông thực hiện cái giao dịch của hợp đồng tương lai đầu tiên là cách đây 50 năm rồi. Chúng ta cùng xem là những bài học kinh nghiệm của Peter Brand, một nhà giao dịch huyền thoại sau 50 năm kinh nghiệm, bao gồm những gì nha. Đôi nét một chút về Peter Brand, họ cũng đã từng nhắc với anh chị về nhà giao dịch huyền thoại này từ lâu rồi. Peter Brand là một nhà giao dịch có 50 năm kinh nghiệm. Ông bắt đầu giao dịch từ năm 1975. Và ông là được công nhận là một trong những phù thủy thị trường, là một swing trader, và các loại thị trường mà ông giao dịch chủ yếu đó là giao dịch hợp đồng tương lai trên các thị trường hàng hóa, hàng hóa giống như là vàng, dầu, đậu tương, ngô, rồi khoai mì, lúa mì đó anh chị. Đấy là cái chuyên môn của Peter Brand, và cái phương pháp mà ông sử dụng để mà giao dịch hàng hóa tương lai đó chính là biểu đồ giá. Và thông qua cái Twitter cá nhân của Peter Brand, chúng ta cũng có thể học được rất nhiều từ kinh nghiệm từ một nhà giao dịch thực chiến và đã có nhiều năm kinh nghiệm. Thì cái post này là một tổng hợp tất cả những bài học của ông sau 50 năm giao dịch rồi. Chúng ta cùng đi xem từng cái ý tưởng của ông ở đây là gì. Đầu tiên, ông nói rằng đốt cháy tài khoản là rất dễ dàng. Tôi đã đốt cháy ít nhất 3 lần, 3 cái tài khoản trong những năm đầu tiên. Hoài nghĩ là đây là một cái trải nghiệm mà nhiều anh chị đã từng phải trải qua. Mà trên thực tế, thực ra Hoài cũng may mắn là chưa trải qua cái cảm giác bị cháy tài khoản bao giờ. Cũng có thể là do may mắn được tiếp cận nhiều cái kiến thức về quản lý vốn ngay từ đầu giao dịch, cho nên là Hoài chưa có bao giờ cảm giác bị cháy tài khoản. Nhưng cũng bị có một đợt sụt giảm drawdown nặng nề, đó là hơn 50% vào những năm đầu tiên thôi. Và về cơ bản thì những trải nghiệm thua lỗ là những trải nghiệm đầu đời mà bất kỳ nhà giao dịch nào cũng phải có. Và cháy tài khoản thường là do chúng ta chưa biết gì về quản lý vốn, chúng ta chưa biết đi vốn, chúng ta chưa biết tính toán khối lượng vị thế, và chúng ta giao dịch một cách là mù quáng thì nó mới cháy được, đúng không ạ? Cho nên nếu mà anh chị giao dịch quản lý vốn 1-2% risk trên mỗi giao dịch thì làm sao mà chúng ta có thể cháy tài khoản được, đúng không ạ? Và nặng nề nhất là chúng ta chỉ có thể bị sụt giảm tài khoản vài chục phần trăm mà thôi. Ok. Điều thứ hai, tôi thật sự không có một ý tưởng nào về hướng đi của một thị trường. Ngay cả khi tôi được thuyết phục rằng là tôi biết, tức là ngay cả khi mà ông có những ý tưởng là ông biết chắc chắn thị trường nó sẽ đi đâu, nhưng mà về cơ bản trên thực tế là ông sẽ không biết. Đấy, chúng ta cũng đã biết được một điều, đó là để mà thành công với trading, chúng ta không có cần phải biết chính xác thị trường nó sẽ đi đâu anh chị. Chúng ta chỉ cần dựa trên một cái hệ thống giao dịch hoặc là một cái phương pháp giao dịch nó định hướng cho chúng ta đưa ra cái dự đoán cho thị trường mà thôi. Và những cái dự đoán đó nó được dựa trên sự lặp đi lặp lại của hành vi giá của một cái thị trường nào đó, và cái hành vi đó nó đã lặp đi lặp lại trong nhiều khoảng thời gian trước đó rồi. Ví dụ như một cái mô hình tam giác tăng hoặc là mô hình tam giác giảm, nó sẽ dẫn đến một sóng tăng và dẫn đến một sóng giảm, thì chúng ta dựa trên cái sự lặp lại của hành vi giá đó chúng ta giao dịch thôi. Nhưng mà có lúc mô hình nó đúng, có lúc mô hình nó sai, đúng không ạ? Điều thứ ba, vào lệnh thực sự là một cái phần không quan trọng của trading. Những việc tôi làm đối với những giao dịch đó thì sẽ quyết định cái kết cục của tôi, tức là cái việc mà tôi xử lý lệnh như thế nào sau khi vào lệnh mới là cái điều quan trọng nhất. Các nhà giao dịch ít kinh nghiệm đặt quá nhiều tầm quan trọng vào cái điểm entry. Dĩ nhiên là chúng ta phải quan trọng cái điểm entry chứ, đúng không? Cái này Hoài không đồng ý một chút xíu với Peter Brand, nhưng Hoài đồng ý với ông ở một điểm, đó là nó không có nên đặt quá quan trọng hơn so với những thành tố còn lại của trading. Những thành tố còn lại của trading, một phần rất quan trọng đó là cái điểm exit. Chúng ta tham gia thị trường và chúng ta phải có một điểm exit hợp lý thì chúng ta mới có thể tạo ra được cái sự khác biệt trong cái tài khoản của mình. Và chúng ta cần phải có tính toán khối lượng vị thế, đúng không? Đi lệnh sao cho phù hợp. Và chúng ta lại còn phải có những cái phần nâng cao hơn, đó là chúng ta có thể giao dịch liên tục hơn, giao dịch tích cực hơn, và thậm chí là giao dịch với rủi ro cao hơn khi mà thị trường đang thuận lợi với phương pháp giao dịch của chúng ta. Và khi ngược lại thị trường nó không thuận lợi nữa thì chúng ta đứng ngoài nhiều hơn, chúng ta giao dịch ít lại, hoặc là chúng ta giảm khối lượng vị thế. Đó, chúng ta phải có một cái sự linh hoạt trong cái cách tiếp cận với thị trường, bởi vì bản chất thị trường là một cái thực thể nó linh hoạt.
Ở đây chúng ta đang nói về cái điểm entry. Mặc dù điểm entry nó là một điểm quan trọng, nhưng nó không nên được đề cao hóa quá so với những phần khác. Thứ tư, tôi chưa bao giờ ưa thích cái việc là chấp nhận mình sai. Bất kể là tôi đã tham dự vào nhiều bữa tiệc. Cái câu này nó hơi tối nghĩa chút xíu, nhưng mà Hoài dịch sơ cho chị có nghĩa là mặc dù là ông đã đúng rất là nhiều lần, ông đã đoán đúng rất là nhiều lần, nhưng mà ông cũng không có thích cái việc là thừa nhận sai trong một cái giao dịch nào đó. Như vậy về bản chất, con người chúng ta dĩ nhiên là không thích chấp nhận, không thích thừa nhận rằng là mình sai. Nhưng trong trading chúng ta phải thừa nhận cái việc đó bằng việc là chúng ta cắt lỗ. Đấy, thì đó là một trong những cái lý do mà chúng ta thua lỗ, là con người không thích chấp nhận mình sai và cứ thích gồng lỗ. Mình hiểu sơ sơ vậy được rồi. Nó không phải là một bài học gì đó quá quan trọng. Cái bài số 5 này là rất là quan trọng nè anh chị. Thực tế khá là dễ dàng để kiếm tiền trên thị trường. Cái thử thách thực sự đến từ việc là giữ tiền. Đấy, cái việc kiếm tiền nó không có khó, nhưng mà cái việc giữ cái tiền đó để giữ được cái số tiền đó mới là khó. Bởi vì chắc chắn trên cái con đường giao dịch của anh chị sẽ trải qua những cái giai đoạn thua lỗ, đúng không? Đó là những giai đoạn mà tài khoản của chúng ta bị sụt giảm, hay còn gọi là drawdown. Thì cái khó ở đây là trong làm sao để mình kiếm được tiền rồi, thì khi mình bước sang giai đoạn drawdown, mình không bị mất hết và không bị mất quá cái số tiền mà mình đã kiếm được. Và trước khi cái đợt tăng tiếp theo tới, trước khi cái đợt mà thắng tiếp theo tới, chúng ta vẫn giữ lại được một phần lợi nhuận của mình là rất tốt rồi. Về cơ bản là Hoài thường đánh mất khoảng 50% số lợi nhuận mà Hoài kiếm được. Tức là Hoài kiếm được một khúc, xong rồi tài khoản nó tăng lên là một khúc, thì trong cái đợt sụt giảm tiếp theo này, tài khoản nó sẽ sụt giảm lại một nửa, sau đó lại tiếp tục tăng trưởng tiếp. Tức là giảm đi một nửa so với cái số lợi nhuận mà kiếm được. Và đôi khi thì Hoài, cái đợt sụt giảm của Hoài là ít hơn khoảng chừng 10-20% kể từ đỉnh. Những giai đoạn sụt giảm vốn nặng nề nhất là hơn 50% anh chị. Giảm hơn 50% so với số tiền mà mình kiếm được. Thì khi mà chúng ta bị sụt giảm hơn 50% thì chúng ta phải kiếm lại 100% lợi nhuận, chúng ta mới quay trở về mức hòa vốn. Cái khó ở cái chỗ là khi mà anh chị càng thua lỗ nhiều á, thì chúng ta lại càng khó hơn để quay trở về mức ban đầu. Chúng ta sụt giảm 20-25% thì chúng ta cần phải kiếm lại 33% để quay trở về mức ban đầu. Rồi mình sụt giảm 50% thì mình phải kiếm lại 100% để quay trở về mức ban đầu. Mình càng mất nhiều tiền thì cái con đường nó quay trở lại cái mức ban đầu nó càng khó khăn hơn. Cho nên cái khó ở cái chỗ là mình giữ được tiền và mình trải qua được những cái đợt thua lỗ mà mình vẫn giữ được cái số lợi nhuận mình kiếm được. 6. Những nhà giao dịch khẳng định rằng họ có thể bước đi trên mặt nước thì cần phải được tránh xa. Có nghĩa là những nhà giao dịch mà khẳng định rằng là tôi có khả năng tiên đoán thị trường, là tôi có khả năng đoán được hướng giá, hay là tôi có khả năng là biết được là vào ngày nào, tháng nào, năm nào thị trường nó sẽ tăng hay là thị trường sẽ giảm, hay là thị trường tạo đỉnh hay là tạo đáy, thì đó là những cái lời khẳng định rất là ba hoa và vô lý. Không ai có thể làm được việc đó, chúng ta nên tránh. Thứ 7, rate of return, có nghĩa là tỷ suất lợi nhuận, hay còn gọi là tỷ suất hoàn vốn, là một cái chỉ số đo lường hiệu suất vô nghĩa, chỉ để làm màu và lừa lọc những nhà giao dịch mới mà thôi. Thì Hoài cũng tìm ra được cái định nghĩa của rate of return này. Nó đơn giản là cái lợi nhuận ròng anh chị ha, lợi nhuận ròng mình đem chia cho cái vốn ban đầu, nó ra con số phần trăm bao nhiêu thì gọi là tỷ suất lợi nhuận. Trên thực tế dĩ nhiên cái con số này nó không phải đến mức là vô nghĩa, nó cũng có thể định nghĩa được một chút xíu là trong một khoảng thời gian nào đó, ví dụ một năm chẳng hạn, chúng ta giao dịch và chúng ta kiếm được bao nhiêu phần trăm lợi nhuận. Ví dụ tỷ suất lợi nhuận trong vòng một năm là 30%, thì đơn giản là sau một năm mình kiếm ra được số lợi nhuận tương đương với 30% số vốn ban đầu của mình đó. Nhưng mà cái điều đó nó vô nghĩa ở cái chỗ đó là nó chưa cân nhắc đến cái rủi ro, nó chưa cân nhắc đến cái rủi ro mà cái số vốn đó phải chịu, cũng như là chưa cân nhắc đến cái sự sụt giảm mà cái số vốn đó phải chịu. Ví dụ trước khi kiếm được 30% lợi nhuận đi, thì chúng ta phải trải qua một đợt sụt giảm hơn 50%, thì cái điều đó nó không đáng, nó không có hay. Có nghĩa là trước khi anh chị kiếm được 30% lợi nhuận thì anh chị phải mất một nửa tài khoản cái đã, mình phải sụt giảm được một nửa tài khoản rồi sau đó tài khoản mình nó mới tăng lên tới trên 30%. Thì đối với nhiều người cái mức rủi ro như vậy là quá cao và chúng ta không chấp nhận được. Nó hoàn toàn khác hẳn ha, nó hoàn toàn khác hẳn so với cái việc trước khi anh chị kiếm được 30% lợi nhuận thì chúng ta chỉ bị sụt giảm 10 hoặc là 15 hoặc là 20% tài khoản mà thôi. Đó, mình phải cân nhắc tới cái khía còn lại của cái vấn đề nữa, tức là cái rủi ro mình chấp nhận là bao nhiêu. Ok.
số 8. The Sharpe Ratio, tỷ lệ Sharpe, là một cái thông số đo lường hiệu suất vô nghĩa, chỉ để làm màu. Cái này thì Hoài lại không có đồng ý với Peter Brand, bởi vì cái tỷ lệ Sharpe Ratio là Hoài nghĩ là một trong những cái tỷ số quan trọng nhất để định nghĩa được rằng là một nhà giao dịch có đạt được cái hiệu suất tốt hay không. Mình định nghĩa cái tỷ lệ Sharpe nó là đo lường cái hiệu suất của một khoản đầu tư khi đem so với cái hiệu suất của một tài sản không có rủi ro. Giả dụ như là gửi ngân hàng chẳng hạn, ví dụ một năm bây giờ mình gửi ngân hàng được 5% mà mình trade mình được 15%, thì khi mà mình đem so với hiệu suất á, thì mình trade nó phải cao hơn so với cái hiệu suất mình gửi ngân hàng đấy, so với cái hiệu suất mà mình đầu tư không rủi ro á, là gửi ngân hàng, thì nó mới gọi là có ý nghĩa. Và hay ở chỗ trong cái công thức của tỷ lệ Sharpe, nó có cái phần mẫu số á, là nó có chia cho cái sigma, có nghĩa là độ lệch chuẩn của cái lợi nhuận mà cái khoản đầu tư đó đem lại. Độ lệch chuẩn có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái độ biến động trong cái kết quả giao dịch của trong cái đường cong vốn. Hãy lấy ví dụ một cái đường cong vốn của anh chị ha, mà một cái đường cong vốn mà tăng trưởng đều đặn, sụt giảm nhẹ nhàng, và khi tăng thì nó cũng đều và giảm thì nó cũng đều nhẹ nhẹ thôi, thì cái phần mẫu số này là cái độ lệch chuẩn nó sẽ rất là thấp. Tức là những cái thời điểm mà nó có cái lợi suất khác nhau á, của cái khoản đầu tư á, nó không có chênh lệch nhau quá nhiều, thì gọi là cái sự tăng trưởng ổn định và đều đặn, thì cái Sharpe Ratio nó sẽ rất là cao. Đó, ngược lại với những cái khoản đầu tư ví dụ như Bitcoin chẳng hạn, chị mua Bitcoin để dành ha, thì khi tài khoản Bitcoin nó sụt giảm, nó có thể sụt giảm tới 50-70-70% chẳng hạn, thì khi đó cái đường cong vốn của anh chị nó sẽ rất là hoang dại, nó sẽ rất là lên xuống rất là dữ dằn. Anh chị hình dung ha, thì cái độ lệch chuẩn nó sẽ rất là lớn, thì khi đó cái Sharpe Ratio nó sẽ không cao. Như vậy ngay cả khi cái lợi suất của Bitcoin nó cao hơn so với cái lợi suất của một hệ thống giao dịch đi chẳng hạn, đó, thì cái Sharpe Ratio của Bitcoin chưa chắc là bằng với cái Sharpe Ratio của hệ thống giao dịch, bởi vì cái độ lệch chuẩn của hệ thống giao dịch nó thấp hơn so với Bitcoin, nó ổn định hơn và cái đường cong vốn nó nhẹ nhàng hơn. Anh chị hình dung cái tỷ lệ Sharpe Ratio ha, nó khó ở cái chỗ là mình làm sao để đạt được cái lợi suất đó mà mình có một cái đường cong vốn mượt mà nhất, mà nó không có bị giật lên giật xuống như thế này đó. Ok, tỷ lệ số 9, câu số 9. Phần lớn các nhà giao dịch thành công mà tôi đã gặp sau nhiều năm đều đồng ý rằng chúng ta cần phải có từ 3 đến 5 năm để xây dựng những kỹ năng cần thiết để giao dịch có lợi nhuận một cách nhất quán, chứ không phải giao dịch có lợi nhuận không đâu, mà là có lợi nhuận một cách nhất quán từ năm này sang năm khác. Thì đối với những nhà giao dịch hồi từ xưa, hồi đọc trong một số tài liệu, có những nhà giao dịch tốn khoảng 6 năm đến 10 năm mới có thể là thành công. Có những người tốn 6 năm, ví dụ như Mark Minervini, ví dụ như Bruce Kupner, ông tốn 6 năm. Nhưng mà có những nhà giao dịch lại tốn ít thời gian hơn, ví dụ như Christian Coulombi, nhà giao dịch chứng khoán Mỹ. Ông này ông chỉ tốn 2 năm đầu tiên thua thôi, tới năm thứ 3 là ông bắt đầu có lời rồi, có lãi rồi. Đó. Thì ông này ông kết luận rằng từ mà chúng ta cần phải tốn từ 3 đến 5 năm để có những kỹ năng và giao dịch một cách nhất quán. Điều số 10, phần lớn các nhà giao dịch non kinh nghiệm và mới tham gia thị trường đều sẽ mất hết tiền trước khi họ xây dựng được những kỹ năng thành công, những kỹ năng cần thiết để thành công. Cái này đúng rồi, phần lớn anh chị ha, phần lớn mọi người đều sẽ từ bỏ trước khi họ thành công, vì họ không có đủ vốn và không có chịu nổi nhiệt. Một cái phần rất nhỏ của những nhà đầu cơ có lẽ chỉ là 1% kiếm được lợi nhuận ngay lập tức và không bao giờ cháy tài khoản. 1% thì Hoài thấy có vẻ như là hơi bị cao đó, chứ Hoài nghĩ thậm chí là còn thấp hơn. Bởi vì nhờ cái sự tăng trưởng và cũng như là tiếp nhận của thị trường crypto, thì có nhiều nhà giao dịch may mắn ha, tham gia thị trường crypto vào những thời điểm sớm, từ khoảng trước năm 2015 chẳng hạn, và họ hold Bitcoin hoặc là mua một đồng coin nào đó và họ hold tới bây giờ, thì là họ kiếm được khoản tiền rất lớn, đúng không ạ, khoản lợi nhuận rất là cao và chưa bao giờ bị cháy tài khoản. Thì cái số đó rất là ít, bởi vì phần lớn chúng ta đều sẽ cháy hết tiền, cũng như là không chịu nổi khi mà Bitcoin nó sụt giảm khoảng chừng 80-90% chẳng hạn. Có những giai đoạn Bitcoin sụt giảm hơn 80% thì người ta cho rằng Bitcoin sẽ chết, thì họ bán. Ngay lúc đó thì Bitcoin nó bắt đầu tăng trưởng trở lại.
12, phần lớn các nhà người tham gia thị trường mà kiếm được tiền ngay giống như với crypto thì đều có kết cục là trả lại hết lợi nhuận, thậm chí là bị thua lỗ thêm. Cái này đúng không chị ha? Vì họ đã nghe nhiều câu chuyện về cái này rồi. 13, trước bất kể lúc nào bạn nghe rằng lần này sẽ khác, hãy tin rằng lần này nó sẽ không khác đâu, cũng sẽ giống như những lần trước thôi. 14, đây, cái trở ngại lớn nhất để mà đạt được thành công trong trading đó chính là bản thân. Những cái dấu vết về tính cách một tiêu cực của loài người luôn anh chị, mình nghĩ là của loài người luôn, nó đều khiến cho chúng ta thua lỗ và đều khiến cho chúng ta phải từ bỏ. Cái bản chất tiêu cực của loài người là gì? Thứ nhất, chúng ta không muốn chấp nhận sai như ban đầu chúng ta đã nói, và thứ hai, chúng ta muốn được đúng ngay. Cho nên chính vì cái việc chúng ta không chấp nhận sai cho nên chúng ta sẽ gồng lỗ. Ngược lại, chúng ta muốn được đúng ngay cho nên chúng ta sẽ chốt lời rất là non, và cái đó nó đi ngược lại với những cái tiêu chí để mình có thể kiếm được lợi nhuận, đó là gồng lãi và cắt lỗ. 15, rủi ro hơn từ 3-4% vốn cho mỗi giao dịch là một cái công thức đảm bảo 100% cho sự thất bại cuối cùng. Rủi ro hơn 3-4% chắc chắn là thua rồi anh chị, bởi vì chúng ta có thể đúng được một hai lần, nhưng mà nhiều lần sai nó sẽ bào mòn hết vốn trước khi chúng ta đúng được lần tiếp theo đó. Và tới thời điểm hiện tại thì Hoài đã không chấp nhận được rủi ro hơn 1% rồi. 1% đối với Hoài là rất là cao rồi, cho nên là thường họ chỉ rủi ro từ 0,5, 0,75 đến 1% vốn cho mỗi giao dịch. Và thậm chí là khi mà họ đang trade rất là tốt, là khi mà đường cong vốn nó đang tăng trưởng và cái thị trường nó đang thuận lợi với hệ thống đó, thì họ cũng chỉ rủi ro cao nhất là 1% mà thôi, không có rủi ro cao hơn được nữa. Bởi vì cái tâm lý nó đã không có chịu đựng được cái mức rủi ro cao hơn rồi anh chị ha, sẽ cảm thấy không thoải mái. 16, nhồi lệnh và gấp thép dựa trên những cái khoản lợi nhuận mà chưa được thực thi, tức là lợi nhuận mở thôi chưa được thực thi, là một con rắn muốn cắn ngược lại bạn. Như vậy chúng ta rút ra được là chúng ta chỉ nên nhồi lệnh khi mà những khoản lợi nhuận của mình đã được thực thi, hoặc ít nhất anh chị đã kéo trailing stop lên đến một cái khoảng nào đó, một điểm nào đó mà mình đã khoảng lời rồi, chắc chắn là mình sẽ lời, đúng không? Thì bất kể đi chăng nữa thì mình sẽ có khoản lời đó, thì lúc đó chúng ta gọi là lợi nhuận được thực thi. Bài học số 17, những đợt sụt giảm tài khoản lớn nhất sẽ thuộc về những nhà giao dịch ưa thích việc bắt đỉnh và bắt đáy. Dĩ nhiên rồi, bởi vì rất khó để bắt đỉnh và bắt đáy anh chị, đúng không ạ? Nó gần như là chúng ta nếu mà bắt được đỉnh hoặc là bắt được đáy, nó chỉ mang yếu tố là may mắn thôi, chứ khó có hệ thống giao dịch nào mà chúng ta có thể bắt được đỉnh và đáy mà được một cách nhất quán. Và chúng ta sẽ thua rất nhiều lần, thua nhiều so với số lần chúng ta đúng. Nhưng mà về cơ bản thị trường nó cũng không phải là tạo ra một cái đỉnh hoặc là một cái đáy trong một khoảng thời gian ngắn đâu. Nó có thể tăng trưởng ha, rồi sau đó nó đi ngang tích lũy một khoảng thời gian dài để nó hấp thụ cái lượng cầu, hấp thụ cái lượng cung trước, rồi sau đó mới tạo đỉnh hoặc là tạo đáy. Chứ nó thường ít khi nào mà nó bụp một phát là nó tạo đỉnh tạo đáy gì lắm. Số 18, nếu bất kỳ người nào mà trẻ trên Twitter thể hiện một cái hình ảnh họ với một chiếc Lamborghini hoặc bên trong một cái chiếc Ferrari thì hãy unfollow họ ngay lập tức, bởi vì họ là lừa đảo. Ok, cái này quá rõ rồi anh chị ha. Nhìn nghề giao dịch nó không phải là một cái nghề để mà chúng ta có thể kiếm được số tiền đến mức mà mình có thể show về những cái tài sản mà chúng ta đang có lên trên mạng. Đó là nó chúng chưa là một cái công thức để mà lừa đảo và lùa thôi anh chị ha. Ok, trên đây là những cái bài học mà 50 năm kinh nghiệm của Peter Brand đã đúc kết được. Nếu anh chị thấy video này hay và anh chị học được một chút thì để lại cho Hoài một like, một comment ha. Đừng quên tham gia vào kênh Telegram, Hoài để link ở phần mô tả comment đầu tiên. Đừng quên tham gia vào kênh Telegram của Hoài, Hoài để link phần mô tả comment đầu tiên. Download những cái tài liệu slide cũng như là những cái chia sẻ về trading. Cảm ơn anh chị, xin chào và hẹn gặp lại.